Như nãy như Đức gặp cái cô kia, cô đó nói một câu nè: thầy biết không, con niệm Phật hồi đó tới giờ mười mấy năm rồi đó thầy, mà con cứ nghe niệm Phật làm sao để thanh tịnh tâm, con cứ niệm làm sao mà đừng còn chút vọng tưởng gì chứ thầy, con niệm đến mức mà con muốn bỏ luôn rồi đó, sắp sửa nghỉ niệm rồi đó. Tại vì sao thầy biết không, nó căng thần kinh quá rồi, mệt quá rồi. Thầy biết rằng con niệm Phật mà con đem câu Phật hiệu để quýnh lộn với vọng tưởng, là con dùng câu Phật hiệu con xô đẩy vọng tưởng tối ngày, con nói là con niệm Phật tuyệt đối không cho chút vọng tưởng nổi lên, hãy niệm cho nó nhất tâm, cho tâm thanh tịnh. Mà con niệm, con miệng niệm tai nghe, mà con nghe đến mức mà bây giờ thần kinh con căng luôn, là con thấy cái mồi con không ổn rồi, con đuối quá rồi, con mệt rồi, con sẽ chuẩn bị bỏ cuộc rồi. Tự nhiên sao á, người ta tặng con chiếc máy V52, rồi xong con nghe thầy giảng các công đoạn mà tổ sư dạy, mình cứ lo niệm Phật, vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít mặc kệ, cứ lo niệm Phật đi. Rồi đem câu Phật hiệu cắm gốc cho sâu, vọng tưởng bao xung quanh câu Phật hiệu, cứ niệm Phật lâu ngày vọng tưởng thành câu A Di Đà Phật luôn. Con vừa nghe đến công đoạn này cái tự nhiên con thả lỏng tâm, con lo niệm Phật thôi, vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít mặc kệ, tự nhiên con niệm Phật, tự nhiên con có niềm vui. Nên bây giờ con thấy rõ ràng thầy ơi, thì ra là câu Phật hiệu này mình cứ tin tưởng 100%, dù vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít mặc kệ, cứ chăng thật niệm là sẽ có kết quả. Nó rõ ràng thấy chưa. Nên mỗi một người chúng ta, mình được ở trong chùa nghe, mình không cần lo cơm ăn áo bận, mà mình chỉ có thời gian được niệm Phật nhiều. Quý vị mà chỉ cần tin câu Phật hiệu này chăng thật niệm là kết quả lớn dữ lắm, kết quả rất là lớn. Còn thí dụ như mình ở đây niệm Phật mà mình còn lo nghĩ đầu này đầu kia đầu nọ tùm lum chuyện, là đó là mình tiêu rồi, mình không tin Phật rồi. Thí dụ như mình niệm Phật ở đây mà mình nghĩ không biết nhà mình có vấn đề gì không, để mình nghe ngóng coi, để mượn cái điện thoại ai điện cái coi, coi chuyện nhà cha mẹ gia đình có chuyện gì không. Quý vị biết rằng mình ở đây một ề gì mình cùng tu, mình cùng niệm Phật, là coi chùa này như nhà mình đi. Còn cái chuyện thế gian để thế gian người ta lo, mình ngày xưa ngoài đời bao nhiêu chục năm mình có giải quyết được cho họ đâu. Bây giờ thử mình vô đây mình buông xuống vạn duyên đi, còn thời gian còn lại này mình cứ lo niệm Phật, quý vị giảng sanh, quý vị không có bỏ rơi họ đâu. Chúng ta tạm thời xa người thân thôi, mình về cực lạc rồi là mình tha hồ mà giúp họ. Còn mình ở cõi này mình thương thì thương vậy đó, nhưng mà khi mà cơn vô thường đến rồi đó, quý vị nhớ nè, các cụ nhớ nè, nghe các cụ, khi mình mà gần chết á, mình gì nè, rồi cặp mắt mình nhìn người xung quanh không có ai giúp được mình đâu. Mình á, gần chết rồi mình gì nè các cụ, nó có nghĩa là nhìn xung quanh nè, những người thân đứng xung quanh này nhìn nè, rồi hoặc là người thân chạy lên nắm tay nắm chân mình nè, rồi kêu la nè: má, ba, anh chị, sao ừ đừng bỏ con nghe. Còn mình thì gì nè, đó thì có giải quyết được không. Người ta chỉ là nắm tay nắm chân mình rồi người ta kêu gọi mình thôi, còn bản thân mình phải là đi đâu nè, thì lúc đó người ta nắm tay nắm chân mình, ta giặt giũ mình, rồi lúc đó mình lại nhìn người thân mình, nhìn người thân mình kêu mình, lúc đó trong tâm mình là mình nghĩ rằng tôi sắp chết rồi, anh chị, ba mẹ ơi, ba mẹ, ba mẹ. Rồi lúc đó là mình, tuy mình kêu vậy nhưng mà họ chỉ là khóc lóc kêu gào với mình, nhưng mà mình lúc đó một hơi thở thở ra, mình không hít vào được nữa thì mình chết đi. Thà theo cái quy luật sinh tử là đa phần mình đọa tam đồ ác đạo, mình đó là đa phần mình đọa tam đồ ác đạo rồi. Vậy thì khi đọa rồi đâu có còn giải quyết được vấn đề gì nữa đâu, không có còn giải quyết được vấn đề gì nữa hết, đã đọa rồi thì không còn giải quyết được nữa. Vậy thì bản thân của chúng ta bây giờ phải nhận thức rằng nếu như đời này mình không giảng sanh mà mình chết đi, nếu như bị chết đi vì dính mắt người thân con cháu, quý vị nghe, mà khi mình hiện hồn về, khi mà tại vì mình dính mắc nên mình làm cô hồn mình đeo theo, đi đứa nào hợp thì mình ngủ mình báo mộng cho nó, thì mình báo mộng cho nó vài ba lần thì có khi nó không biết tu, nó lỡ nó coi thầy bà, lúc đó thầy bà nói à, đây là cái linh hồn ma này chưa siêu, mà bây giờ cứ đeo đẳng theo hoài vậy làm ăn có được, vậy có cách nào giúp con thầy
ở đây có tấm bùa, thấy không? Về dán đó, dán đó đó. Để thấy không? Lúc mà mình còn sống thì bắt đầu là chúng ta là thăng bằng quyến thuộc, đúng không? Khi mình chết rồi mình đến gặp họ nhiều lần, họ nói mình là ma, là họ sợ mình liền. Nên từ nơi đó mình hãy bình tĩnh suy nghĩ cho thật là kỹ. Nên cái việc niệm Phật giảng sanh là cái việc cực kỳ quan trọng cho bản thân mình và để giúp người thân. Việc này mà không nhận thức sâu sắc thì chúng ta dính líu người thân mình bằng một cách rất là mê hoặc điên đảo, mà cũng không giải quyết được vấn đề gì luôn. Đó nên những người trẻ tuổi này mà vô chùa tu được, những đức nói quý vị cố gắng đi. Những đức nói chỉ có con đường tu này thôi. Chỉ có cơ hội gặp được ngôi Tam Bảo như vậy, mình có cơ hội tu phước tu duyên, rồi mình biết niệm Phật, mình biết tu, đây là cơ hội quý vị rất là lớn. Nếu như mà chúng ta để lỡ qua thì đời này mình lỡ qua rất là uổng. Những đức nói thầy nói vậy thôi. Chứ đối với người thân con mà con bỏ họ không có được. Quý vị phải bỏ họ thôi. Bỏ không được cũng phải bỏ. Quý vị thử đi, bao nhiêu đời đi qua rồi không bỏ cũng phải bỏ. Rồi quý vị cũng phải đọa lạc, rồi có cơ hội đầu thai gặp lại. Quý vị có khi là kẻ thù, chứ không biết đó là thân bằng quyến thuộc gì hết. Quý vị cứ coi đời này mình làm cha mẹ người ta, mà biết đâu đời sau mình làm vợ, làm chồng người ta đó. Nó là cái luân hồi sanh tử, nó quay vòng vòng. Lúc đó mình không có biết, nhớ, mình không có biết họ với mình là thân bằng quyến thuộc gì hết á. Thấy khổ không? Mà nó lộn xộn hết trong cái lục đạo luân hồi này. Mà đa phần mình ở trong cái ba đạo là quan trọng nhất. Ba đạo là tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là thời gian ở lâu nhất. Nên cái thời gian mà mình đến cái cõi ta bà này nó cực kỳ mau luôn. Tuy là nói mấy chục năm đối với chúng ta ở cõi ta bà mà tưởng nó lâu, đúng không? Mà nó cực kỳ mau luôn. Giống như Đức đọc trong kinh mà nói rằng là một chúng sanh ở trong địa ngục đi ra, người ta vừa mừng họ được đi ra, nói với họ rằng lên dương gian cố gắng tu phước tu duyên cho tốt để giúp tôi. Như vậy đó mà họ được sanh lên cõi đời này, thì quý vị biết rằng chưa có được bao nhiêu thời gian chứ, thì nhìn họ quay lại địa ngục. Nói ủa sao mới lên rồi quay lại lên trển cõi ta bà rồi lo ăn chơi hư hỏng quá, rồi xuống đây nữa. Thấy chưa? Nên cái cõi đời này mình tưởng là mấy chục năm là nó dài lắm quý vị. Rồi mình càng nhận thức rồi mình thấy nó quá ngắn cái thời gian cuộc đời đi qua rồi. Bây giờ bao nhiêu người già ngồi đây nè, phải là mình tới tuổi già không? Hôm nào đó mình cũng như những người trẻ tuổi nít này thôi. Vì mà giờ mình già vậy rồi đó. Nên ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắt bại thành, bỗng hóa hư không. Đúng không? Đó. Nếu như mình mà không gầy dựng tín nguyện niệm Phật nghe cụ, cái cụ thất bại đó. Ở bên kia, mấy đậu tràng bên kia, những đức thường đến cứ khuyên họ niệm Phật, siêng năng khuyên họ niệm Phật. Khuyên hoài, khuyên suốt luôn. Nên các cụ ở đây phải được khuyên vậy đó, để nhắc nhở các cụ. Đừng có để lún qua cuộc đời mình các cụ ơi. Nhận đức làm gì làm, chứ cái việc niệm Phật là nhận đức siêng lắm. Nên nhận đức siêng niệm Phật nên nhận đức mới có năng lượng khuyên các cụ nè. Trời ơi, gặp mà không niệm Phật là thôi, nó cú rũ luôn á. Mặt mày héo hon. Gặp các cụ rồi chữ la sùm. Kiểu như lo tiền bạc bạc chắc, nó lo quá cực quá, nó thô tâm. Quý vị thấy ngoài đời chỉ có 2-3 người trong nhà thôi mà lo cực quá, chữ sùm. Gặp nhau chữ tá lả, đúng không? Về người ta gặp nhau, người ta nói chuyện vui vẻ, còn đãi mình uống nước. Thấy chưa? Nên mình nhìn từ chỗ này thôi, tự nhiên người ta thích niệm Phật liền. Đúng rồi. Ông thầy cũng làm bao nhiêu chuyện mà thấy ông vui là nhờ niệm Phật. Hòa Thượng Tiên Hóa người nói một câu này nè. Quý vị biết gì sao mỗi ngày tôi vui không? Vì nhờ tôi niệm Phật. Hòa Thượng Tiên Hóa người nói gì đây? Tôi khuyên quý vị mỗi ngày nên niệm Phật, để khi cuối cuộc đời quý vị niệm được câu Phật hiệu. Nhớ nè, mỗi ngày gầy dựng niệm Phật để cuối cuộc đời niệm được câu Phật hiệu. Ví dụ như mấy đứa trẻ trẻ này nó đi vô chùa đi, nếu nó là đứa có tư tưởng đi,
Nghĩ bây giờ mình còn trẻ, mình dùng cái sức trẻ này để mình làm những việc còn làm được. Bây giờ mình có góc độ mình nhìn bao nhiêu bà cụ già giờ muốn làm được. Không lẽ mình chờ tới già, nên mình trẻ mình làm được. Có thầy dẫn dắt mình làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời, làm nhiều việc. Có những người phát tâm chăm các cụ già đâu đó, mình trẻ mình mới làm được. Thí dụ như có những người mình chăm cho một người chồng, còn đẻ con cho họ nữa, còn nuôi con, mà có khi nó còn quýnh nữa. À, có câu kêu nói, ồ trời, thầy giảng sao Iran luôn thầy. Con nè, có chồng, gặp chồng không lo làm ăn, làm cực khổ nuôi chồng luôn. Nuôi chồng, nó nhậu gì à? Quýnh. Quýnh xong hùng. Hùng xong bữa sau đánh. Đánh xong năn nỉ hùng. Nói rõ ràng luôn. Nên con bây giờ thầy biết rằng con gặp Phật Pháp, con nói con mừng còn hơn cái gì nữa. Nếu cuộc đời con mà không gặp Phật Pháp là cuộc đời con đến thế gian này vô nghĩa. Rồi thầy biết rằng là chồng như vậy rồi, nghĩ là không có thể nương tựa được rồi. Bây giờ có hai đứa con cố gắng thầy, bây giờ con lớn lên con nói nó không nghe luôn thầy, con nghĩ rằng con tiêu à. May thay con nghe được thầy giảng, nhờ như vậy mà bây giờ con mới thấy con có cơ hội. Nếu mà con không gặp Phật Pháp thì cuộc đời con nghĩ rằng thôi cho hết cuộc đời này cho xong. Nhưng Đức nói không có xong đâu, hết cuộc đời này xong đi đọa lạc, còn khổ ác đạn hơn nữa. Ở thế gian đã khổ rồi, mang một cái tâm tiêu cực để sống, rồi chết đi đọa lạc. Ghê chưa? Nó có một cái chú với hởm ở đây nè, bị thất tình nè, ốm nhơm ốm nhách, bèo nhèo mặt như con mèo, trộn nhìn nó sơ sát luôn. Mấy cô đi thấy mà, thấy rõ ràng chưa? Cái chú bị thất tình á, nó thấy chưa, nó không phát triển được luôn quý vị. Ba trợn luôn. Rồi ba với em mới lên đưa về, thấy chưa? Không đơn giản đâu quý vị. Thất tình á, trong khi cha mẹ nuôi khôn lớn mà chỉ có một mối tình bị thất. Một mối tình một bị thất. Cuối cùng mặt ôm nhơm ôm nhách, đứng đâu cũng vậy, tự nhiên đứng á. Bữa đó những đứa để ý thử, tự nhiên đứng làm vậy nè. Ngộ ghê. Nhưng mà coi hình ngày xưa đẹp trai lắm, tại vì bên ngành công an mà người ta tiễn dữ lắm, giỡn đâu. Tướng cũng cao ráo coi được. Vậy mà khi ốm bị nó gồm xuống luôn, rồi nó đen thui luôn. Nên con người mình nó ngay vị khi mình mập á là thịt thà mà nó u lên. Nên nó lót là cái gương mặt mình không thấy xương. Nhưng mà thử nó ốm một cái nó mất thịt đi, là mặt mình là xương hai bên nó lòi nè, lỗ mũi xương nè, nó càm xương nè, nó mắt nó hút vô xương. Nhìn thấy ghê lắm, giống con ma sình vậy đó. Nó thấy không? Nên từ nơi đó mà bây giờ mình gặp Phật Pháp, nghe mình có niềm vui, có ý nghĩa là gì? Mình có con đường đi về. Nên cái tín nguyện niệm Phật là phải gây dựng cực kỳ mạnh. Đi đứng nằm ngồi các cụ cứ siêng niệm Phật đi. Hồi xưa mình bệnh đau nghe cụ, mình nằm đâu mình ưa. Ôi trời, mệt quá, mệt rồi. Ôi, đau cổ nhức quá. Bây giờ đừng có làm gì nữa các cụ. Thấy không? A-di-đà-bật. Thấy câu Phật hiệu vô. Thấy câu Phật hiệu các cụ. Tại vì câu Phật hiệu này được Phật A-di-đà rước mình về cực lạc. Mình rên Phật đâu có rước đâu. Thấy không? Mình rên Phật đâu có rước đâu. Mình niệm Phật, Phật mới rước. Nên mấy bà cụ già này phải siêng niệm Phật nè. Mấy bà không niệm Phật là cuối cuộc đời mấy bà ngu đầu mãi diện nó rước bà đó. Đầu trâu mặt ngựa đến rước đó. Niệm Phật thì Phật rước, mà không niệm Phật thì đầu trâu mặt ngựa đến rước. Chọn đi. Đó. Nên các cụ ngồi đây nghe, các cụ phải siêng niệm Phật nghe. Nít này cũng phải siêng niệm Phật nè. Phải siêng niệm Phật. Cái ơn mà thượng xây chùa, rồi mình giờ mình bình yên, mình sống gì mà mình không niệm Phật nữa. Thua. Nha. Đó. Nên mỗi một người sống sao mà cho nó đặc biệt, cho nó vui vẻ, niệm Phật.
đừng có đặt vấn đề trong tâm buồn nặng nề cái gì chứ á, buồn là không có tu được. Nhớ nè, khi buồn rồi là bao nhiêu nỗi buồn nó tập trung về. Còn khi vui là bao nhiêu niềm vui nó tập trung về. Sao mình không vui đi để cho niềm vui nó tập trung về, buồn chi. À, có một cái cô kia có đến cái chùa mình cộng tu, cộng tu đi tới lui tới lui tới lui. Cô nói để con từ từ con vô luôn thầy. Mới đây đi về nhà tuần lễ, con cái nó nói tự nhiên đột quỵ tại nhà, rồi đưa vô bệnh viện, đưa ống vô tiếp hơ đồ này kia hỗ trợ. Con mới điện thoại lên nói chết queo rồi. Thấy chưa? Đi tới đi lui đi tới lui, không quyết định mạnh mẽ, cuối cùng bước ra thế gian xử lý. Đó, thấy chưa? Nên mỗi một con người chúng ta, mình á, phải luôn luôn biết lo cho bản thân mình mới giúp được người ta. Cái chuyện thế gian mình không có giải quyết được đâu, có lo hoài cũng không làm được nữa. Còn thế gian thì cố gắng làm việc làm ăn thôi. Còn mình đã được vô chùa tu rồi, cố gắng niệm Phật, cố gắng làm những việc trong ngôi tam bảo, ý nghĩa cuộc đời dữ lắm. Nó ý nghĩa dữ lắm. Nó nên những tư tưởng, những đức chia sẻ đó là tín nguyện niệm Phật cho nó mạnh. Người niệm Phật phải lòng tin đặt với Phật cực kỳ mạnh. Mà chỉ có một cái nguyện thôi, là nguyện sanh cực lạc thôi, không có cầu cái nguyện gì hết. Chỉ có cái niệm Phật mà cầu sanh cực lạc thôi, thì đúng cái tâm nguyện này thì tất cả cái nghiệp chướng gì đến quá dại. Cái nghiệp gì đến quá dại. Nhớ nghe, chỉ có cái tâm cầu sanh cực lạc đó đó nghe, mà cái phước thế gian nó lớn, cực kỳ lớn luôn. Phước lớn dữ lắm. Còn mình cầu cái này cầu cái kia cầu cái nọ thì văn danh được phước thế gian. Còn nếu tín nguyện niệm Phật mà cầu sanh cực lạc là cái phước sức thế gian, mà công đức sức thế gian là nó có cái phước thế gian đầy đủ cho mình luôn. Mình không thiếu một cái gì mà mình lại thành tựu được con đường giảng sanh luôn. Đặc biệt không? Chọn đi. Ai mà dạy gì đi chọn cái phước thế gian mình xài hết. Bây giờ mình chọn cái công đức xuất thế gian, để rồi nó có cái phước thế gian. Mà cái công đức xuất thế gian nó quá giải nghiệp. Mà khi con người mà tu mà quá giải nghiệp vì sẽ rất dễ biết. Tâm trạng thường vui, thường an lạc, gặp sự cố giải quyết rất là mau, không buồn giận ai để trong tâm. Người thường vui, thường cười, tâm trạng an lạc, đây là biểu hiện của người tiêu nghiệp. Đó, để ý đi. Còn mình tu mà mình cứ ôi trời ơi, nhà không biết bây giờ sao rồi, trời ơi, còn cái sao rồi không biết nữa. Thầy nói thì nói gì thôi, nhớ con quá trời nhớ rồi. Ở đâu đi kiếm điện thoại này kia rồi ha, điện thoại hello gia đình sao rồi nói nhanh đi thầy bắt bây giờ. Hiểu không? Trốn gốc cây á, trốn gốc cây á. Mày nói nhanh đi, nhà sao rồi, con heo lên chưa? Thấy không? Cái tâm đó của mình là cái tâm chưa tin Phật. Mình chưa tin Phật. Mình ở trong chùa mà mình phân hai tâm, nên cuối cùng mình không có kết quả. Bây giờ toàn tâm toàn ý, chỉ có chùa là nhà mình. Cứ chân thật niệm Phật đi. Cái việc gì đến của thế gian, đến là sẽ đến. Mình có đỡ đỡ cũng không kịp, có đỡ đỡ cũng không nổi nữa. Tại vì sao? Khi mỗi một con người mình khi gần chết rồi thì tâm trạng mình sao? Thì bây giờ quý vị nhìn nè, những đức làm là y rang luôn. Vì những đức nhìn người chết nhiều quá, hiểu không? Khi gần chết đa phần chúng ta đều như vậy, giàu nghèo gì cũng đều như vậy. Và khi gần chết rồi, nước mắt nó chảy ra, sự đau đớn không tưởng tượng được. Nước mắt chảy ra, vì sao? Tứ đại có nước. Nên từ nơi đó mà khi mà gọi là sắp sửa tắt hơi thở là đều chảy nước mắt. Khổ đau vô cùng vì thân tứ đại rã rời. Điều là như gì nè quý vị, thê thảm lắm.
này là diễn Iran luôn rồi đó, coi cho quý vị biết đó nghe. Đáng sợ lắm. Quý vị có làm ông này bà nọ đi chăng nữa cũng đi vào con đường đó. Chỉ có con người tu hành biết được vô thường, rồi tín nguyện niệm Phật, Phật lực gia trì cho mình. Nên mình là người niệm Phật khi cận tử nghiệp á, khi mình biết mình sắp chết rồi, chúng ta không cần phải tìm hơi thở để sống nữa, mà dùng cái hơi thở đó để làm gì? Chị ta bơ. Hiểu chưa? Đó, phải như vậy đó. Tại vì cái lúc đó là cái lúc mình đi gịch hơi thở. Mà mình gịch hơi thở thì mình chết, mình sẽ không niệm Phật được thì không được Phật rước. Nên cái lúc mà thở không được đó là phải làm sao bản thân mình là để niệm vài câu Phật hiệu để chết, để Phật rước. Cái tâm đó quý vị mới giảng sanh. Nếu như lúc đó quý vị mà không niệm Phật là quý vị không tìm hơi thở được. Mà không thở được mà quý vị chết trong cái lúc đó mà nhiều người thân xung quanh bởi vì ấn tượng vào cái gương mặt nào là bị tiêu. Ấn tượng vào gương mặt nào là tiêu rồi. Nên chúng ta lúc đó là gì? Phải như thế nào? Cái lúc đó kéo đờn cọ. Mình trong tâm mình lúc đó nghe. Hiểu chưa? Này là giảng cùng cực rồi đó. Hiểu chưa? Tại vì thấy người chết nhiều quá. Bây giờ nhà Đức Ngài dựng tín nguyện cho các cụ cho mạnh nè. Trong cuộc đời tu này nó sẽ trở ngại nè. Nếu không Ngài dựng tín nguyện cho các cụ, coi chừng các cụ bị lạc đó. Không được nghe những Đức nhắc nhở nữa là các cụ sẽ bị yếu cái tâm nè, cho mà biết đó. Nên những Đức Ngài dựng tín nguyện cho các cụ cực kỳ mạnh. Các cụ cứ nắm chắc câu Phật hiệu đi. Mục tiêu những Đức giảng đó là gì? Là nắm chắc câu Phật hiệu. Hiểu chưa? Cái này là quan trọng lắm nè, thử đi. Không nghe mỗi ngày đi rồi sẽ biết à. Nó có rất nhiều chuyện xảy ra. Khi không nghe mỗi ngày là bồ đề tâm bị xuống lại. Mà bồ đề tâm vừa xuống một phát là nghiệp quả nó đẩy tới vô liền. Có nghĩa là cái nghiệp quả nó trực chỉ sẵn ở trong tâm mình. Nó thấy rõ ràng mình yếu rồi. Nó thấy vừa yếu cái tâm vãng sanh đẩy mình một phát liền. Là bắt đầu nó loạn tâm lên. Mỗi người nó loạn chút. Nó loạn banh cái đầu tràng luôn. Nếu như mà không tín nguyện kiên cố niệm Phật, không giải tỏa cái tâm tư mà mỗi ngày rắc rối là phiền phức. Tới với đạo tràng liền nó chuyện dẫn chơi. Đó, nên nhớ nè, trời ơi, cuối cuộc đời mà cái cảm giác này ai mà thấy rồi. Giàu gì quý vị ô, danh tiếng gì nè. Đừng có nói. Nó y gan luôn đó cho quý vị biết đó. Còn cái ông mới chết đây nè, quý vị biết rằng đây là người ta nuôi người già mà. Bao nhiêu cái ca hộ niệm người ta nhìn rõ ràng luôn mà quý vị. Cái ông mới đây ông làm nè. Ý là gì? Là lúc ông giết con gà con này con kia đó thì nó lấy cánh lấy chân nó đạp ra nó chọi vô quý vị cắt cổ đầu ếch thì nhớ không? Cắt đầu ếch hai tay phải làm gì không? Phải không? Thì cái nhăn quý vị đã tạo cái quả quý vị khi gần chết đó. Ghê chưa? Diễn đạt này khó lắm đó quý vị. Không có ai mà giảng pháp mà diễn đạt gì cho quý vị thấy đâu. Nhìn xác thực nhất để quý vị đáng sợ mà cố gắng luôn á. Đừng có nói mà giàu nghèo ông này bà nọ gì. Nhân quả nó không có tha cho quý vị đâu. Dù ông vua đi chăng nữa, nhân quả nó cũng xử lý ông nữa. Chứ đừng có nói chi là người giàu sang bình thường. Không có nói ông nào mà nhân quả nó tha chứ nghe. Ông kè nó cũng không tha đó chứ đừng có nói. Đừng nói chuyện giận chơi. Ông chờ mà nhân quả nó còn không tha nữa chứ đừng có nói chi là con người bình thường như mình. Cho quý vị biết đó. Cái quan trọng là quý vị gầy dựng được tín tâm tín nguyện hay không nè. Nên con người phàm phu khó thế nào mà cuối cuộc đời mà tỉnh được lắm. Chỉ nhờ cái tín nguyện này nè. Bây giờ quý vị coi nè. Bao nhiêu người ngồi ở đây người già này mà không dạy cho niệm Phật không. Dạy cái gì giờ? Thêm cái gì mà nhớ? Thêm cái gì mà được? Quý vị có nói hay cỡ nào họ cũng không làm được chứ. Chỉ có gầy dựng ngay câu Phật hiệu này cho họ thôi. Để cho nó âm sâu vào cái tâm họ. Để nó ăn sâu vào tâm họ. Thì nó mới có kết quả được.
Rồi người nào mà nghe được một phát nghe, mà tiếp nhận được một cái đi, rồi vị sẽ kết quả cho vị thấy. Nà, chỉ có câu Phật hiệu này thôi đó, đừng có nói chi mà nói nhiều mà công quá đi. Nà, họ chỉ cần mà chịu niệm Phật là họ có kết quả liền à. Họ bỏ câu Phật hiệu là không có cách nào có kết quả nữa chừng à. Chỉ có nắm ngay câu Phật hiệu là có kết quả. Nà, vị thấy không? Nà, bây giờ những người trẻ này đó, thấy những đức diễn đạt á, thấy vậy đó, mà sự thật nó là vậy mà. Cô Hải đâu thấy nhiều người chết thấy rõ ràng mà con thấy không? Nó trời ơi tiêu tị, ốm nhơm ốm nhách. Hồi đó còn được được mỡn mỡn da. Nó lợi nó nói nè 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 nè. Làm thấy ghê. Vậy mà đến khi mà da bọc xương rồi nó lợi nó. Các vị coi có những người phụ nữ nha, mình vừa bị ung thư ngực cái thôi là chồng mình nó muốn bỏ mình à. Nó nghe tin mình ung thư là nó muốn bỏ mình rồi. Nha. Mình chưa ung thư nữa mà mình đẻ một hai đứa con thôi, nó nhìn mình bề xề bể xể, nó gớm mình rồi, nó muốn tránh mình rồi, thấy không? Nên từ nơi đó ha, gặp Phật pháp mà không chịu cố gắng để đi về cực lạc, nó không còn chịu cái sanh tử khổ đau trong cõi đời này. Đố ai mà chạy thoát đó, quý vị biết đó. Bây giờ dù cho có đương thời làm ăn giàu sang cỡ nào đi chăng, danh tiếng lớn cỡ nào đi chăng nữa, rồi cuối cuộc đời là gì không nè? Nó rồi bắt đầu tiền của trong tâm lúc này nghe, cái ông giám đốc này nghe, dù như Đức là giám đốc đi, làm ăn tiền bạc của cải người ta mượn tùm lum, vàng bạc tiền bạc đô la tùm lum, nhà cửa mấy căn biệt thự tùm lum. Rồi lúc khi những Đức gần chết đó quý vị, là nó kéo đờn cò mà trong tâm nó gì nè, vừa kéo vừa nói cho vị nghe dễ hiểu nè. Nhà vợ còn nhiều người thiếu nợ chưa trả, tôi không muốn chết, tôi chưa muốn chết đâu, mấy con vợ tôi chưa muốn chết. Vợ á, lỡ anh nói cho em nghe mấy đứa thiếu nợ chưa trả. Lúc đó mà con mắt nó trợn trắng lên mà nó nghĩ tiền bạc mà chưa trả đó quý vị. Nhà cửa của mình kia. Lúc đó quý vị biết rằng nghe nghiệp duyên nó nghĩ vậy nghe quý vị, cái lúc kéo đờn cò vậy đó quý vị. Vậy mà nhà nó hiện trước mặt mình nè, vợ nó hiện trước mặt nè, tiền nó hiện trước mặt nè, con nó hiện trước mặt, nó hiện đầy luôn. Nên cái người đó kéo đờn cò vậy mà cặp mắt họ đó, họ lồm lồm những cái thứ mà họ đang dính đó. Lồm lồm quý vị coi, nhiều người giàu chết mà lùm lồm mà. Lồm lồm vậy đó. Nó lồm lồm là vì sao? Vì họ không có chịu muốn đi, họ không có muốn chết. Rồi khi mà họ chết lại vì biết sao? Tại vì họ lồm lồm, họ đặt vào cái tâm nó quá mạnh rồi. Khi họ chết rồi, họ đứng trong con mắt luôn. Mắt mở cái gì luôn. Mà tay thường là gì không? Víu, việc bấm víu chưa buông. Lúc đương thờ thì một ông giám đốc tướng sang trọng đẹp, uy quyền vô cùng, vậy mà khi gần chi chết, người ta nhìn một cái là người ta hết hồn. Thêm cái nữa, chưa phải vậy không đâu, máu miệng nó ọc ra vì nó quá ấm ức. Máu miệng nó ọc ra, máu mũi chảy ra, lỗ tai máu chảy ra. Mà đâu phải là khỏe gì mà chết đâu, mà nằm giặt nằm dựa, nằm phải chịu thời gian. Khi chết sơ xác, con mắt lòi ra, xương mặt lòi ra, tay chân ấm nhơm nhách như hai cái đầu đũa. Không có đơn giản đâu chàng. Như vậy mà chấp cứu cải. Còn khi gần chết không muốn mình chết,
Họ nghe chỗ này quý vị thấy cái cõi đời này kinh không quý vị? Bởi vì may mắn thay mình gặp được Phật Pháp. Nếu không có Phật Pháp thì chúng ta có con đường nào mà đi đây quý vị ơi? Có đường nào mà đi đây? Vợ chồng gì? May mắn thay mình không dính đó mấy chú ơi. À, không dính thì vợ chồng đó. Nên mấy cô ở đây mà chưa có chồng mà đi tu được á, chúc mừng mấy bà đó. Thiệt luôn á, mấy bà đừng có nói ham. Nó con nhỏ bên kia kìa, nó đi làm kìa, rồi nó để cho con bụng, rồi vô chùa bây giờ không dám về nhà kìa, đi làm ngoài đời á, đang bên chùa mới bên, thấy chưa, ghê không? Nó nên mình á, mình cơ hội đó, những người trẻ trẻ này nên phát tâm đi, phát tâm cho nó mạnh để cuộc đời mình có ý nghĩa. Vô đây nè, phụ cô Thanh đồ bên đó nấu ăn đồ. Đó. Bà bữa nay bà cũng cố gắng bà tu rồi đó. Bà Thanh với phụ bà Hải kêu bà. Hiểu chưa? Đó. Chùa mới đồ đó cằn đó. Cứ qua đó đi, trời ơi nghe gì rồi thấy. Thôi những đức nó thật sự chứ. Mình mà giàu sang mình nghe những công đoạn này rồi ông thầy ông diễn đạt á. Đây là diễn đạt 100% với vị nghe luôn á, từ trong chùa thấy rõ ràng luôn. Thấy rõ ràng luôn, không phải người nào cũng nghèo hết đâu. Nếu như quý vị mà có điều kiện giàu sang những đức nó thật sự quý vị làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Một hơi thở thở ra không hít vào không có gì cầm theo được đâu quý vị ơi. Dù có tiền bạc nhiều cách mấy cũng cầm theo được đâu. Đó. Đại chúng à, gặp quý vị mà nói chuyện gì nó còn quý hơn 100 lần cái vị hát nữa. Thật sự luôn á, thăm các cụ là bằng cách này này mới đặc biệt thăm này các cụ. Khi các cụ mà cặn tử nghiệp á, có khi những đức cũng không ở bên cạnh các cụ đâu. Đây là những lời nhắn gỡ đến các cụ đó. Để các cụ gầy dựng từ bây giờ con đường này cho các cụ đi đi. Còn hàng Phật tử khắp nơi nơi á, nên gầy dựng niệm Phật đi quý vị. Đừng có nói câu bặn tôi không niệm Phật được. Vô thường đến, quỷ sứ đến, nó không có nói bặn đâu. Mình mỗi ngày mình niệm Phật mình nói bặn, làm thiện á, thì không muốn làm. Nhưng khi cơn vô thường đến rồi, ngu đầu mã diện, đầu trâu mặt ngựa, nó cầm đầu tối đến, nó không có nói bặn với vị đâu. Không có ông nào mà nó tha cho quý vị chứ á. Chỉ có cái người tính nguyện niệm Phật thì Phật rước thôi. Còn quý vị dù có ông nào đi chăng nữa, nó cũng xách nồi tối xuống, nó cuột vô cuốn họng quý vị, nó kéo đi à. Giống như đức đọc cái câu chuyện ông quan này, khi mà người ta cái nơi đó bị lũ lụt, cái nơi đó bị hạn hán, cái nơi đó bị dịch bệnh vậy đó quý vị, mà triều đình ông vua ông ban xuống một số tiền vàng nhiều lắm. Câu chuyện này không biết có ai coi không. Vậy đó mà ông khởi lòng tham, ông lấy vàng nó hết, ông lo gia đình ông, mà trong đó có 3-4 người cùng làm việc đó với ông. Khi lấy tiền đó xong đó, nguyên một cái làng đó chết sạch, dùng đồng tiền nó lo gia đình. Tất cả những người mà cùng kết hợp với ông đó là nằm liệt giường liệt chiếu. Còn ông là bằng đêm đang ngủ chung với vợ nằm trong mùng. Thì quỷ sứ nó cầm đầu tối nó kéo đến, mà chính ông ngủ ông nghe đầu tối kéo kêu được. Rồi cái cảnh giới mà khi ông gần chết quý vị nghe gì nè, ôm cho tôi, trả mạng cho tôi. Lúc đó ông á tự nhiên ông dãy vậy nè, ông đang ngủ mà tự nhiên dãy vậy nè, ông dãy vậy nè, dãy vậy nè, mà nhiều người chết vì ông lấy của người ta quý vị, mà đúng ra cho người ta sống nhưng mà ông lấy gì ông lo gia đình ông. Cuối cùng khi ông gần chết đó, tất cả quan hồn kéo lợ ta làm nè, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Rồi quỷ sứ nó cầm đầu tối nó xiết vô cuốn họng ông. Ông đang nằm ngủ với vợ ông vậy mà ọc máu ọc ra trợn trắng mắt. Rồi quỷ sứ đem hồn đi luôn, đọa luôn. Câu phim có rõ ràng luôn mà.
Huynh Trung Quốc đó. Ghê chứ quý vị. Con người mà không nghe đạo là bất chấp mọi thủ đoạn để lấy danh, lấy lợi. Mình mà nghe đạo mình hiểu rồi, đúng là không đơn giản chút nào. Thôi, mình biết tu, mình cố gắng niệm Phật đi các cụ. Những đức nói đại chúng là hạnh phúc quá rồi. Mỗi ngày bình yên, lúc nào cũng được niệm Phật ba buổi cơm lai rai. Thứ ba hả? Thứ ba tuần này mua bánh kem cho các cụ ăn. Nên lo cho các cụ nhiệt tình đi. Những đức thấy thương người già là ý nghĩa nhất của cuộc đời mình rồi. Nên những đức kêu gọi các cô, các chú cùng với những đức thương người già đi. Vì tương lai mình cũng già các cô à. Mình thương người già đi. Mình thương người già là mình đang thương cái tuổi già mình đó. Họ cần mình thương dữ lắm. Họ đi khập khểnh, họ cần mình thương lắm. Mình hãy thương yêu người già đi, phước mình rất là lớn. Và khuyên người già niệm Phật, động viên các cụ niệm Phật đi. Để các cụ được tái sinh về cực lạc Tây Phương, đó là hạnh phúc nhất. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Đây, chúng ta bưng chén lên coi. Đại gia đình chúng ta vừa cụng chén vừa miệng mỉm cười quay phim cái coi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ở ngoài bảo tháp này giờ sau này hòa thượng cũng xây thêm dãy nhà ở dưới đó cho các cụ. Hòa thượng thấy ở trên đây nóng quá nên muốn cắt dãy nhà thêm dưới đó. Những đức nguyện cũng Phật gia hộ ở đây cắt được thêm cái phòng hộ niệm đó đi. Theo những đức thấy thì bây giờ ở đây cũng hơn 100 mà thêm dãy nhà nữa nó cũng 200 người là đạo tràng à. Rồi đại chúng sống ở đây, khi mà có cụ yếu thì mình đây hộ niệm với các cụ và làm lễ đây đưa cụ đi hay ấm áp hơn là ở đây mà mình đi đưa qua bên kia. Các cụ phải ở đây ha. Nên có thể có vòng hộ niệm thì đây tự nhiên hình thành một đạo tràng luôn. Sống ở đây và khi yếu thì được hộ niệm ở đây luôn. Những đức càng lo cho đại chúng, mình thấy ý nghĩa lắm quý vị. Cảm thấy thương các cụ già. Những đức mong sao Phật gia hộ các cụ được bình yên gì. Rồi qua đời các cụ tới những người già khác được nhờ. Từng đời người già được nhờ. Mình thấy cái xã hội bây giờ nhiều người già sau này khổ. Vì có người người ta bận biểu vì cuộc sống quá. Nên đối với người già hình như thời gian của người ta nó sẽ ít có thời gian dành cho người già. Công ơn Hòa Thượng xây chùa. Rồi có người nuôi các cụ già kết hợp. Điều này là cái hạnh phúc, cái phước duyên của người già khắp nơi nơi được về đây. Nương tựa với cái ngôi dạ lam ấm áp gì. Hoàn cảnh rộng rãi. Những đức thấy buổi chiều mà các cụ được quý thầy quý chú chở xe điện đi vòng vòng thấy hạnh phúc gì đó. Có những cụ già gặp những đức nói thầy ơi, cuộc đời con mấy chục năm, con ít bao giờ mà được những cái thời gian bình yên gì thầy. Tự nhiên ngồi với trên xe điện mấy thầy chở vòng vòng về trong một cái cảnh quan mà đắc dạ lam, được bình yên quá. Đi xe thì ai cũng được đi xe nhiều, nhưng mà ở đây là một cái hoàn cảnh gọi là giống như mình được đi vòng vòng chùa, mà mình được ở trong một ngôi tam bảo mà rộng rãi, xe mà có thể chạy vòng vòng chùa được thoải mái luôn. Đây là cũng cái phước báo của cụ rất là lớn. Nên mỗi lần gặp đại chúng nhà đức cứ khuyên niệm Phật, nhờ niệm Phật nó được bình yên. Thí dụ như cái tâm những đức mà nó bình yên thì tự nhiên cái cuộc sống đại chúng nó bình yên. Mà cái tâm những đức mà nó bất an là đại chúng mình bất an hết trơn luôn. Chứ không giỡn đâu nghe. Tại vì những đức truyền lửa. Mà nếu như mà những đức mà không có cái lửa an lạc thì những đức truyền lửa bùm bùm. Truyền lửa cháy nổ biết chứ.
Nên những đức nói rằng là mình phải niệm Phật, mình phải tu để dưỡng cái tâm. Khi dưỡng cái tâm, mỗi lần gặp cái cụ bà thấy bà vui. Dù nhiều cụ bà gặp mình, bà nói một câu tội nghiệp, con cầu Phật gia hộ cho thầy khỏe. Trong khi bà lớn tuổi, bà nói là cầu Phật gia hộ cho thầy khỏe, vì thầy khỏe để thầy nuôi chúng con. Nên mình bây giờ mình đi tu, mình mong mình lấy sức khỏe này để mình lo cho các cụ. Nên rất ưa rủ người trẻ lắm. Tại vì mà cái việc này không phải mình làm được, mà phải nhiều người chung tay làm. Có những người có chí hướng, có tư tưởng, nói chuyện lên để cho người ta khoác khởi tính tâm ra lên. Mà nuôi người già thì phải giúp cho người già vui, quý vị. Thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này, già trẻ gì ai cũng muốn mình được vui. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là sống được bình yên và vui vẻ. Đây là hạnh phúc lớn nhất rồi. Vì sao chúng ta về cực lạc? Vì ở cực lạc bình yên nên chúng ta muốn về. Vì sao người ta đi về đây đông gì? Tại vì bình yên nên ta mới về. Nên nuôi người già mà mình giúp cho người ta có niềm vui thì người ta đỡ bệnh. Những đức nói thà những đức cho các cụ ăn đầy đủ còn hơn cho các cụ uống thuốc. Các cụ thèm cái gì mua cho cụ ăn cái đấy. Bây giờ mình ăn chay mà mình cũng ăn đủ hết rồi, còn có cá mập đồ chưa ăn thôi. Nên từ nơi đó mà mình cũng đầy đủ lắm hả cụ ơi. Cái đầy đủ nhất là các cụ bình yên. Nhiều người người ta giàu, người ta còn phải lo cái chuyện tiền dưỡng già, dưỡng bệnh và chết. Khi người ta chết, ta phải để tiền đó làm cái gì, phần nào rõ ràng. Các cụ bây giờ hạnh phúc, các cụ cũng cần để là gì chứ. Những đức lo đàng hoàng hết trơn. Nên ơn hòa thượng xây chùa thôi, mình cố gắng. Những đức nói Phật Pháp cứu đời mình, nên bản thân mình bây giờ đem Phật Pháp để cứu nhiều người. Chân thật cố gắng làm. Nên những đức nói rằng từ hôm nay mình phải sống cho đặc biệt. Vì mình sống vui, mình sống đặc biệt thì chúng mình lúc nào cũng vui, bình an. Tâm an thì cảnh an. Tâm an thì giải quyết tất cả vấn đề. Tâm bất an thì cái gì cũng bất an. Từ nơi đó mỗi người mình học Phật, biết niệm Phật, biết tu rồi, dưỡng cái tâm bình an. Gặp nhau mà có nụ cười thấy hạnh phúc quá. Còn hơn cho tiền bạc. Cho tiền bạc nhiều mà gặp nhau cái mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt, cũng không ham, đúng không cô? Có những người ta giàu mà đâu có niềm vui đó đâu. Có những người ta giàu mà người ta cứ gặp nhau nhăn nhăn thôi, nặng nề. Có những người ta ở biệt thự mà còn hơn là bị giam hãm trong căn nhà. Nên mình tuy sống ấy, nhà to hơi nóng một chút, nhưng mà nhờ cái niềm vui nó giúp cho mình mát mẻ. Nên nhìn thấy các cụ tuy ở đây tuổi già, các cụ mà thấy mặt mày hồng hào đẹp. Rồi mấy đứa nít cũng dễ thương. Mấy vị thấy nít gì cũng thiện căn. Nít mà nó biết ở trong chùa gì cũng được, dễ thương. Nên là lâu lâu quý Phật tử cho bộ đồ, những đức mua đồ được, cũng vui. Nít mà gì cũng đặc biệt. Mong rèn luyện mấy đứa nhỏ này, sau này nó lớn lên nó nuôi các bà già như mình. Là che già thì măng lên. Nên cho người già được nhờ. Bữa nay chương trình sinh hoạt hồi nãy giờ thấy chúng cũng vui. Mình nuôi người già, quý vị đừng thấy người già mà tưởng đâu là người ta không thích nhặt xơm nha. Có nhiều bà già. Hồi đợt đó có bà cụ, bà nằm chỗ bà không có nhúng nhích gì. Vậy mà niệm Phật thì bà không niệm theo. Khi bà nghe nhạc rap á, vậy mà bà đưa cái tay bà lên bà làm nè. Nói ủa trời trời sao bà đây, bà nằm im gu mà bữa nay tự nhiên sao bà đưa tay bà làm gì kỳ chặt. Đúng là cái nhạc mà giật quý vị, nó làm cho người ta giật quý vị. Kỳ cục. Không, bởi vì thì phải nhớ rằng
Ở đây là rất nhiều người già lắm, mà ta ở quanh năm mà. Các cụ không có giữ tiền, không có xài điện thoại, không gì nhà, lo tu không. Nên là lâu lâu những đứa có một buổi sinh hoạt cho các cụ vui, già mà. Giờ nói chi xa vời chi nữa, có nhiều người già ngoài đời ngồi đuổi rùi. Nhiều người già ở đây tại sao mặt nó sáng rực rỡ, khỏe nữa, là nhờ vui mà khỏe. Chứ nếu như mà không vui thì sao khỏe. À, hôm nay qua đây vừa thăm đại chúng ở bên Đạo Tràng Bảo Tháp bên đây. Và có một công đoạn chúng ta nói chuyện. Nhân Đức thấy mình đi đâu mình cũng nên có một công đoạn chia sẻ Phật Pháp. Hay lắm. Tại trong Kinh Phật cũng nói mà, Pháp thí thắng mọi thí. Cái niềm vui gì cũng đầu tiên phải là Pháp thí. Có cái Pháp thí là có cái an tâm. Mà có nghe được Phật Pháp thì nó mới có niềm vui an lạc. Vì nhờ Phật Pháp nó cởi mở tâm tư cho mình. Nhất là những người niệm Phật của chúng ta. Những người niệm Phật này, chúng ta cần phải được nhắc nhở về tín nguyện niệm Phật cho nó mạnh. Nên hôm nay Nhân Đức chia sẻ về tư tưởng tịnh độ. Bây giờ nhiều người chúng ta khi coi công đoạn này, những đoạn phim quay lại, khi nhìn trong đây, một là những người trẻ, còn đa phần là người già. Nếu như mà không phải pháp môn niệm Phật này, những người già này sao mà tu? Như nãy Như Đức gặp ông cụ, ông nói con lúc trước mổ hai bên đây nên nó chấp xương hai bên đây lại, hai cái xương mà lưng mà mình ngồi á, chấp đau nhức vậy lắm. Nếu như không phải niệm Phật thì con không có cách nào tu cái gì được. Mà bây giờ mà kêu con mà đọc này đọc cái kia thêm nữa, thôi chịu thua đi, không làm được gì chứ. Giờ chỉ có niệm Phật thôi, niệm Phật là quan trọng nhất thôi. Nên mỗi một người mình ngồi ở đây, dù là đứa nít đi chăng nữa, nếu như ai là người siêng niệm Phật là tự nhiên bản thân mình sẽ có sự an lạc và có kết quả liền. Chỉ cần là đi đứng nằm ngồi mình nắm chắc câu Phật hiệu đi, tất cả những cái việc gì trong cuộc đời này mình giải quyết được hết. Giải quyết được hết. Mà trong cuộc đời này mình buông câu Phật hiệu là rất nhiều việc rắc rối. Bây giờ điển hình chính bản thân Nhân Đức nè. Bây giờ cơm ăn áo bận, cuộc sống chùa chúng ta hơn 1.000 người. Nhân Đức còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề nữa, chứ không phải chỉ chuyện đó không đâu. Vậy mà lúc nào Nhân Đức cũng vui, chứ là nhờ từ đâu? Niệm Phật được. Nhờ niệm Phật. Nếu như bây giờ chúng trong chùa này mà siêng niệm Phật á nha, Nhân Đức nói một câu vậy nè. Ví dụ như một số việc ở trong chùa mình cứ làm hết khả năng mình đi. Quý vị biết rằng làm việc chân tay nó còn đỡ cực hơn làm việc đầu óc. Còn tất cả những việc mà lo về cái chuyện tu nè, sắp xếp chương trình tu nè, rồi chia sẻ Phật Pháp nè, rồi cuộc sống của chúng ta nè, khỏi cần quý vị lo. Vì chỉ cần lo niệm Phật, sống vui, rồi phát nguyện cầu sanh cực lạc. Họ nhiêu đây là ship. Giỡn đâu nghe. Nhớ là dù một đứa con nít đi chăng nữa, niệm Phật sẽ có kết quả. Nên tư tưởng của tịnh độ là gầy dựng cái tín nguyện tín tâm cho cực kỳ mạnh. Nếu như đời này của chúng ta gặp tịnh độ mà niệm Phật, mà nếu quý vị hoàn toàn tin câu Phật hiệu này, toàn tâm toàn ý vì tin câu Phật hiệu này là vì có kết quả liền. Bây giờ thí dụ như các cụ già đi, thời gian các cụ mấy chục năm ngoài đời, bây giờ vô chùa thời gian của mình á,
là giống như thời gian nó không còn bao lâu nữa, các cụ hãy toàn tâm toàn ý dành chọn cái tâm tư mình cho danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đi, là tức khắc các cụ khi cuối đời là có kết quả liền. Phải toàn tâm tin nghe, không có một chút gì nghi nghe, cứ niệm Phật tin là con niệm Phật Phật trước. Là tất cả các cụ già ở đây là khi cuối đời là Phật trước gì Cực Lạc hết trơn. Nhưng mà lòng tin của mình á, còn dao động là mình thất bại á. Giống như cái người tu tịnh độ mà đã niệm Phật rồi mà còn nghĩ rằng là mình còn thiếu, còn thêm cái gì là chưa tin. Còn thêm là chưa tin. Nghĩ rằng là câu Phật hiệu còn thiếu là chưa tin. Còn nếu như câu Phật hiệu này hoàn toàn mình đặt vào lòng tin kiên cố luôn, vậy thì chắc chắn là 100% mới bị niệm Phật giảng sanh. Nhớ. Nên đại chúng trong chùa mà những đức nhắc gì nè, các cụ cứ nắm câu Phật hiệu đi. Khỏe cũng ai với Đà Phật, hoặc Nam Mô với Đà Phật, mà bệnh đau cũng ai với Đà Phật, hoặc Nam Mô với Đà Phật. Tì thấy quý vị niệm sao, thấy quen. Nhưng chắc chắn là các cụ cuối đời là hộ niệm bốn chữ đó. Nên các cụ đeo máy niệm Phật á, đại chúng đeo máy niệm Phật, cứ bật cái điệu hộ niệm bốn chữ nghe hoài, nghe cả đời đi. Nghe hoài. Để sau này khi mà mình cặn tử nghiệp mình là cái điệu hộ niệm bốn chữ mình niệm quen. Nghe cả đời quen rồi. À. Nên các cụ đồ thấy ông lúc nào mà gặp những đức nó cũng phơ phớ à. Tâm nó hừng hực à. Là nhờ những đức niệm Phật. Bây giờ cuộc đời con người ai mà không muốn mình vui? Đã là muốn mình vui thì mình phải siêng niệm Phật. Nếu như mà cái tâm mình mà quên câu Phật hiệu là nhiều thứ nổi lên dữ lắm. Nên là mong ai coi qua chương trình này cũng sanh tâm hoan hỷ. À, thấy quý thầy quý chú thương yêu người già nhiệt tình hết mình. Mong sao cho người già có nụ cười. Để sống từ đây tới đến khi thọ mạng đến. Rồi niệm Phật rồi được Phật rước về Cực Lạc. Đó là hạnh phúc nhất ha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.